con này sang chảnh nhìn chắc là nhiều tiền này. Sát tôi đâu có mà ơ, bỏ ra. Xem có gì không? Ê, con kia. Ôi, mất xe rồi. Kia cái xe, bỏ xe. Ôi, mất xe rồi. Đứng lại. Ôi. Mẹ mày làm cái gì? Mất mẹ con xe. Ô, xe giờ làm nào anh? Xem nào. Thôi xem có gì chia nhau cũng được. Gì đấy? Băng vệ sinh à? Băng vệ sinh. Đừng dở này. Thôi bỏ mẹ rồi. Cái gì này? Chả có cái gì đáng giá. Ở đây anh nhà mình mỗi người nửa. Tất cả là tại mày. Đây nhá, em nhìn này. Vừa hôm qua anh ký cái hợp đồng là 2 triệu đô. Ừ. Đấy. Mà sáng nay ấy, để hẹn gặp khách, khách cũng chốt, vừa chốt cái là 1.000 đô nữa rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ muộn rồi. Hay là mình vào đây ăn trưa lấy sức chiều đi gặp khách tiếp nhỉ? Em đói rồi đấy, thôi đi vào đây ăn. Dự định là chiều còn 2 cái nữa. Để em ngồi đi. Xin chào anh chị ạ. Cho hỏi anh chị muốn dùng gì nhỉ? Cho em 2 bát mì tôm, mỗi bát 2 trứng. 1 trứng thôi anh ạ. Trứng hả? À mà thôi không cần trứng đâu anh ạ. 2 bát mì tôm chay đâu. Mì không người lái đúng không? Đúng rồi, chuẩn đấy. Chị chờ một lát nhá. Mà sao anh không ăn trứng? Kiểu còn có sức mà làm việc chứ. Mì không người lái đây rồi. Ngon quá nhỉ? Ngon quá. Đây, mời anh. Chị. Ui, em đây, xin. Mời chị nha. Chúc anh chị ngon miệng. Ngon quá. Ngon quá anh ạ. Ôi dồi, ăn đi ăn chiều lấy sức mà làm. Sáng rồi anh chưa ăn gì. Anh chế. Ngon quá được bát mì. May mà anh còn 30 kìa. Được chiều đi ký hợp đồng trước, anh còn 2 cái 2 triệu đô nữa cơ. Đó. Nên là cố gắng.